Bộ Y tế yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh sởi. Kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm bánh trung thu. Phụ nữ cao tuổi rất dễ gãy xương do loãng xương. Chữa lành, trào lưu hay trị bệnh. Đó là những nội dung chính có trong tạp chí Y tế và Sức khỏe cộng đồng của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống căn bệnh này. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp như tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh sởi, chủ động công tác giám sát phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch và thường xuyên đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tăng cường truyền thông, tuyên truyền vận động, đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và đúng theo khuyến cáo. Trong bối cảnh dịch sởi diễn biến phức tạp và mới đây Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dịch sởi, trong đó Bộ Y tế yêu cầu phân bổ vitamin A cho các cơ sở khám chữa bệnh có thu dung điều trị bệnh nhi mắc sởi. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố cần phân bổ vitamin A viên nang 100.000 đơn vị và 200.000 đơn vị hiện còn tồn kho cho các cơ sở khám chữa bệnh có điều trị bệnh nhi mắc sởi trên địa bàn. Trường hợp số lượng vitamin A còn tồn không đáp ứng đủ nhu cầu, đề nghị liên hệ Viện Dinh dưỡng để được cấp bổ sung. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống dịch sởi cho người dân, trong đó có vai trò của vitamin A trong điều trị bệnh sởi và dự phòng biến chứng khô mắt của bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang vào thời điểm mùa mưa, cao điểm các loại bệnh truyền nhiễm bùng phát, đặc biệt là sốt xuất huyết, sởi. Thời điểm tựu trường, học sinh các cấp quay trở lại trường học nên nguy cơ dịch gia tăng lại càng cao. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 2.390 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 15 trên 15 huyện, thị xã, thành phố, 590 ca tay chân miệng, 62 ca sởi, 26 ca ho gà. Tình hình của dịch bệnh gia tăng nhanh, đặc biệt trong tháng 7 và đầu tháng 8. Tại khoa nhi, bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột thời gian gần đây, bệnh nhi đến khám và điều trị sốt xuất huyết tăng cao, gây ra tình trạng quá tải. Trẻ đã được điều trị nhập viện vào khoa thì đã gây ra hiện tượng quá tải tại khoa nhi trong thời gian gần đây, nhất là về mặt giường bệnh. Chúng tôi trường này là chắc cũng phải có sự chung tay của bên của đội CDC phòng chống dịch. Các trường học cần phải làm tốt các trường hợp vệ sinh môi trường xung quanh, tránh chỗ nước đọng, tránh muỗi phát sinh. Đắk Lắk đang vào mùa mưa, khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có điều kiện phát triển. Để tăng cường phòng chống dịch, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, lực lượng y tế thường xuyên phối hợp với các nhà trường ra soát, kiểm tra, đôn đốc vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh mùa tựu trường năm học 2024-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công văn yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Ủy ban nhân dân các huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới. Học sinh là lứa tuổi có nguy cơ dễ dàng bị xâm nhập các loại bệnh nhất, do đó cần có sự phối hợp kết hợp giữa các ban ngành, khi đó sức khỏe của các em sẽ được đảm bảo, công tác phòng chống dịch sẽ đạt hiệu quả. Thưa quý vị, Tết Trung thu năm 2024 đang đến gần. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất bánh Trung thu đang tập trung cho cao điểm chế biến, tiêu thụ. Ngoài các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn gốc thì vẫn còn nhiều trường hợp bất chấp lợi nhuận, nhập lậu bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm có thể gây nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Châu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hoài Đức đã kiểm tra quy trình sản xuất, nguyên liệu, bánh thành phẩm. Toàn bộ thành phẩm đều được ghi đúng, đủ các nội dung bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vi phạm khi sử dụng người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu như không được quản lý thị trường rồi các ban ngành vào kiểm tra thì mình không ù cả không biết đường nào mà chỉnh sửa cả bản thân mình. Cũng được nhờ như thế cho nên là càng ngày càng rút ra những cái kinh nghiệm về cái thứ nhất là gọn gàng sạch sẽ, cái thứ hai là thủ tục giấy tờ pháp lý chúng tôi rất là đầy đủ.
Trong đợt tăng cường kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2024, đội quản lý thị trường số 24 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 240 chiếc bánh Trung thu, bánh nướng loại 500 g một chiếc, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh mà không xuất xứ, không rõ nguồn gốc xuất xứ ấy, phải nói là lực lượng chức năng ấy phải vào cuộc mạnh mẽ thì người dân mới được sử dụng những các cái bánh có chất lượng và được đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là nhận định từ các chuyên gia thực phẩm, những chiếc bánh Trung thu không tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, hoạt động kiểm tra, giám sát tại các quận, huyện trên địa bàn cả nước đang được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nhu cầu mua bán bánh Trung thu đã bước vào giai đoạn cao điểm. Lượng bánh được các đơn vị sản xuất, nhập khẩu về đưa ra thị trường khá nhiều. Tuy vậy, nguồn gốc chất lượng sản phẩm nhiều nơi vẫn chưa đảm bảo, đặc biệt là các sản phẩm bán online. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương về việc hỗ trợ phối hợp tìm nguyên nhân một số trường hợp học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện điều trị, trong đó một trường hợp đã tử vong trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Theo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, có khoảng 13 học sinh của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có biểu hiện sốt, đau đầu, đau bụng, nôn đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và đã có một trường hợp nặng xin về và tử vong tại nhà. Để kịp thời xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tìm nguyên nhân gây bệnh, đưa ra các biện pháp điều trị, kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế và tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nếu có, để hạn chế tối đa số mắc, số tử vong. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương cử đoàn công tác làm việc trực tiếp tại tỉnh Thái Nguyên. Cục cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan và các biện pháp đã triển khai cùng với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai các phương án điều trị cho người bệnh. Tai nạn trong sinh hoạt như leo cầu thang, làm việc nhà, vệ sinh cá nhân là những hoạt động dễ dẫn tới tai nạn đối với người cao tuổi. Điểm đặc biệt là những loại tai nạn tưởng đơn giản này lại thường để lại hậu quả nặng nề, chẳng hạn như là gãy xương đùi, cẳng chân, cổ chân khớp háng. Một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới gãy xương ở phụ nữ cao tuổi là do loãng xương. Gần 70 tuổi, bệnh nhân nữ nhập Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn trong tình trạng gãy xương cổ chân. Bà bị tai nạn khi bước xuống bậc cuối của cầu thang trong nhà. Bà không chỉ gãy đơn thuần mà là rất nặng. Khi kiểm tra mật độ xương thì bà bị loãng xương và đây là nguyên nhân khiến xương giòn, dễ gãy. Ở tình huống gãy xương có loãng xương thì việc phục hồi tổn thương sẽ rất chậm. Tôi đi xuống cầu thang thì tôi một chân trái thì tôi xéo vào dép rồi, bước vào dép rồi, chân phải thì tôi cũng xỏ vào dép rồi, thế xong rồi tôi bước quá thế là nó quặt chỗ này, thế là cái chân tôi nó đập xuống dưới nền sân, thế là nó vỡ, thì tôi vào đấy cấp cứu. Mắt cá chân thì nó tạo thành cái gọng kìm gọi là mộng chảy mát để ôm lấy xương sên để giúp cái cổ chân vững để có thể di chuyển được. Thì thường bệnh nhân rất hay gãy mắt cá trong, mắt cá ngoài, đôi khi cái năng lượng chấn thương mà lớn hơn có thể gặp thêm cả gãy mắt cá sau. Thế thì tất cả những trường hợp này thì cần phải can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên là cái việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cũng như là thời điểm phẫu thuật cũng rất là quan trọng. Lý do là cái vùng cổ chân này chúng ta không có nhiều phần mềm che phủ. Phụ nữ cao tuổi dễ bị gãy xương khi sinh hoạt do loãng xương. Thực tế này ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi khi về già. Bệnh lý loãng xương ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở người cao tuổi. Loãng xương thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, đặc biệt là phụ nữ từ tuổi 60 trở lên, phụ nữ sau mãn kinh. Đặc biệt là với những phụ nữ mà trên 55 tuổi và nam giới thì trên 60 tuổi. Các tai nạn thường gặp, chúng tôi hay gặp nhất đó là các cái gãy của đầu dưới xương quay, các cái gãy của vùng khớp háng, các cái gãy của vùng cổ gắn chân. Loãng xương ban đầu thường diễn biến âm thầm, ít có biểu hiện triệu chứng cụ thể. Các triệu chứng nếu có, thường khi đã có biến chứng hoặc là biểu hiện của bệnh lý gãy xương thứ phát,
như đau nhức mỏi cột sống lưng, xương đùi hoặc xương đầu gối, có thể cấp tính hoặc mạn tính. Gãy xương các vị trí thường bị gãy là đầu dưới xương quay, cổ xương đùi, các đốt sống. Phụ nữ sau tuổi mãn kinh nên đi tầm soát bệnh loãng xương. Nếu phát hiện loãng xương, các bác sĩ sẽ kê đơn bổ sung thuốc, chế độ ăn hợp lý, từ đó phòng tránh loãng xương dẫn tới gãy xương, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Cụm từ chữa lành đang được nhắc tới ngày một nhiều và dần trở thành một khái niệm phổ biến. Bất cứ điều gì khiến mọi người cảm thấy thư thái, an nhiên, những nỗi đau tổn thương được xoa dịu, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, yêu đời hơn thì đều được gọi là chữa lành. Vậy nguyên nhân của việc muốn chữa lành là gì? Và người sử dụng từ chữa lành như hiện nay là để điều trị bệnh hay chỉ là một hiệu ứng đám đông? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây. Áp lực học tập nên bạn Bảo Ngọc, 18 tuổi, thường xuyên mệt mỏi, lo lắng. Ngọc thử mọi cách chữa lành như tắt hết các mạng xã hội, thiền, đọc sách. Mình thường tìm cách chữa lành sau những cái thời gian mà bị áp lực trong việc học tập và một số những cái vấn đề liên quan đến mối quan hệ xung quanh mình. Mình cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn và mình sẵn sàng đối diện với những cái thử thách tiếp theo trong cuộc sống. Thì rõ ràng là cái sự chữa lành một cách triệt để nó có ý nghĩa rất là lớn với mình. Khi mà mình vừa giải quyết được những cái vấn đề còn lại và hơn nữa mình vừa có thêm được cái động lực cho bản thân để cố gắng. 18 tuổi, nhìn các bạn cùng trang lứa quanh mình thành công khi thường xuyên đăng tải đi du lịch. Công việc kiếm được nhiều tiền khiến Minh Hiếu cũng trở nên áp lực. Mong muốn được giải tỏa stress, Hiếu tìm đến tập luyện thể dục để cái mệt giúp tâm hồn được chữa lành. Gen Z bây giờ thì nghĩ ai cũng chữa lành thôi, bạn bè mình cũng không ngoại lệ. Mỗi người có một cách, nhiều con gái họ sẽ thể đi chơi, bạn bè họ sẽ chụp ảnh hạn, hoặc là con trai thì sẽ đi tập, tại vì là khi mà mình ở một mình thì mình rất là dễ bị suy nghĩ nhiều ấy. Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ chữa lành sẽ cho khoảng hơn 45 triệu kết quả trong vòng vài giây. Hàng trăm hội nhóm về chữa lành cũng được lập trên Facebook, thu hút rất đông thành viên tham gia, hưởng ứng. Trong số đó, không ít trường hợp chạy theo trào lưu, tìm một góc để sống ảo rồi đăng tải ảnh lên mạng xã hội về cuộc sống không như ý. Số khác thì chi từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng cho các tour du lịch, các khóa thiền, khóa học dưới cái mác chữa lành. Việc chữa bệnh cùng các chuyên gia chữa lành tự phong có thể gây hại cho người bệnh nếu không kịp thời tìm ra căn nguyên bệnh. Nguyên nhân để mà dẫn đến cái nhu cầu chữa lành hiện nay, đầu tiên đó là cái việc là có những cái cấu trúc tâm lý là thiên về tình cảm nhiều hơn so với lý trí, hoặc là có thể là một cái người rất là nhạy cảm, rất dễ bị môi trường tác động, hoặc là họ thiếu đi cái sự rèn luyện bản thân mỗi ngày, thường là làm theo cái sự sắp đặt của bố mẹ, hoặc là họ đã không có một cái gọi là kỷ luật cho bản thân để có thể rèn luyện cho mình một cái sức chịu đựng trong cuộc sống. Thế còn về phía về môi trường xã hội hay là những tác động bên ngoài thì có thể là sau đại dịch Covid-19 thì các bạn ấy có rất nhiều cái thay đổi về công việc và thay đổi về kinh tế, là cũng là một cái áp lực tâm lý khiến cho họ có những cái khó khăn để mà khiến cho cái việc là mất phương hướng hay là áp lực trong cuộc sống để tìm kiếm những cái phương pháp chữa lành. Các chuyên gia tâm lý chỉ ra những dấu hiệu của một người thực sự có bất ổn về mặt tâm lý, như thay đổi tâm trạng cảm xúc lúc vui, lúc buồn đột ngột, có cảm xúc suy nghĩ khác lạ, nghi ngờ mọi việc, nhạy cảm, kích động quá mức khi gặp những yếu tố bên ngoài tác động, thờ ơ với mọi hoạt động, sợ hãi, lo lắng quá mức. Chính vì vậy, mỗi người cần phải hiểu về bản thân mình và có những phương pháp chữa lành phù hợp. Bạn tìm kiếm đến tarot chữa lành, hay là thần số học chữa lành, hay là du lịch chữa lành, thiền chữa lành, yoga chữa lành, hay lối sống lành mạnh chữa lành. Nếu như giả sử mình là một cái người mà chỉ là mất cân bằng trong cuộc sống bình thường, thì chúng ta có thể nghỉ ngơi đủ này, quản lý hay là sắp xếp lại cái công việc của mình hay mối quan hệ của mình và cái nơi trốn của mình để làm sao cho mình có thể thư giãn được và mình buông bỏ bớt những cái yếu tố mà gây cho căng thẳng. Đồng thời nữa là mình chấp nhận rằng cái công việc của mình là như vậy hay cuộc sống của như vậy, và mình sắp xếp lại cho phù hợp để làm sao mình có thể là tự chữa lành được. Còn nếu mà thực sự mình có những tổn thương thì hãy đến các cái cơ sở, cái nơi uy tín và bác sĩ tâm thần uy tín để chúng ta có thể là biết rõ tình hình của mình hơn, để tránh cái việc là mất tiền và chúng ta lại không giải quyết được vấn đề của mình. Để chữa lành không phải trào lưu, và người cần chữa lành được trị bệnh đúng cách,
Mỗi người cần tổ chức lại cuộc sống, cân bằng các yếu tố xã hội, gia đình, công việc. Đặc biệt, nếu có những bất thường trong tâm lý, cần đến gặp các chuyên gia tâm lý tại các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị kịp thời. Trong phần tiếp theo, kháng sinh giảm cơ hội cứu chữa bệnh ở trẻ em. Chia sẻ kết nối yêu thương, gia tăng sự hài lòng của người bệnh. Thưa quý vị, mỗi năm trên thế giới có gần 1 triệu trẻ em tử vong do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Hiện nay xuất hiện nhiều loại vi khuẩn siêu kháng thuốc. Việt Nam là quốc gia trong nhóm các nước có tỷ lệ kháng sinh cao trên thế giới. Gia tăng tình trạng kháng sinh làm khó khăn tốn kém và giảm cơ hội cứu chữa bệnh ở trẻ em. Con gái chị Ngô Phương Linh xuất hiện ho nhẹ, sau đó sốt. Chị đưa bé đi khám ở phòng khám tư. Sau điều trị 2 đợt, mất khoảng 2 tuần, bệnh ngày càng nặng, bắt buộc chị phải đưa con nhập bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba. Lúc này, con chuyển sang viêm phổi. Các bác sĩ đã phải đổi 2 phác đồ kháng sinh. Bé phải nằm viện 2 tuần do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Bình thường mà cháu vẫn cứ bị thời tiết thế nào, em vẫn cứ thấy ho bình thường thì em vẫn cho cháu đi khám tư. Thì ở đấy thì cháu từ bé rồi là khám ở ông bác sĩ Lâm đấy rồi. Là ông khám là giỏi luôn, cực giỏi luôn. Thì em quen ở đấy rồi. Thế nhưng mà từ mùng 8 đến cho cháu vào, bác sĩ Lâm là không đỡ. Đến một tuần cũng không đỡ. Mà bác ấy đã cho uống thuốc là kháng sinh liều cao của tránh cho bọn ho gà rồi. Đấy thì em cứ tin tưởng thế là lại tiếp tục đi theo bác ấy một tuần nữa không ăn thua. Tình trạng lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng là nguyên nhân căn bản đưa nước ta trở thành nước có tỷ lệ kháng sinh cao trên thế giới. Kháng sinh không chỉ ảnh hưởng tới công tác chăm sóc y tế mà còn giảm cơ hội được cứu chữa bệnh của mọi người, đặc biệt là đối với trẻ em. Là lẽ ra liều kháng sinh là phải dùng có thể từ 7 đến 10 ngày, nhưng các mẹ thấy là sau 5 ngày con đỡ triệu chứng là giảm ho, giảm sốt là có thể tự động dùng kháng sinh luôn. Thương con mà, thế nhưng thực tế là không tốt, bởi vì là chúng ta biết là có 2 khái niệm về khỏi bệnh. Thứ nhất là khỏi bệnh về mặt triệu chứng lâm sàng. Là chúng ta thấy là con đỡ sốt, đỡ ho, tỉnh táo hơn. Tuy nhiên thì cái khoản mặt về bệnh vi sinh rất quan trọng thì bố mẹ không nắm bắt được. Và thực sự là những khuyến cáo dùng kháng sinh với những nhiễm khuẩn hô hấp thì chúng ta phải khuyến cáo từ 7 đến 10 ngày, thậm chí là 14 ngày với viêm phế phổi, phế quản phổi. Mà chúng ta dùng một cái liều trình kháng sinh ngắn ngày mà không đủ khuyến cáo thì nó sẽ làm cho vi khuẩn nó bị nhờn thuốc mà không diệt hết được vi khuẩn gây bệnh mà lại làm cho vi khuẩn nhờn thuốc. Hầu hết các gia đình khi trẻ có bất cứ hiện tượng gì đều nghĩ ngay đến thuốc kháng sinh và tự ý kê thuốc cho trẻ. Một tỷ lệ lớn trẻ nhỏ đang được sử dụng kháng sinh trong các trường hợp không cần thiết như ho, sổ mũi, sốt nhẹ. Lạm dụng kháng sinh ở trẻ em cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến các chủng vi khuẩn kháng thuốc sinh ra. Trẻ có thể đáp ứng tốt với kháng sinh trong vài lần đầu nhưng nhanh chóng nhờn thuốc bởi vi khuẩn đã biến thể. Vì vậy, cha mẹ cần hạn chế dùng kháng sinh cho con. Nếu dùng thì bắt buộc phải đưa trẻ đi khám, dùng theo đơn của bác sĩ chuyên khoa chỉ định. Thưa quý vị, theo các số liệu thống kê, Việt Nam thuộc một trong những quốc gia đứng đầu về tỷ lệ kháng sinh. Việc kháng thuốc về lâu dài khiến sức khỏe của con người giảm sút. Khi cơ thể có một loại vi khuẩn mà kháng sinh không thể kháng lại, các loại bệnh sẽ không thể bị khuất phục và thậm chí bệnh còn gây ra những biến chứng nguy hiểm tùy vào từng thể bệnh. Vậy làm thế nào để đẩy lùi vi khuẩn siêu kháng thuốc kháng sinh? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với dược sĩ Trần Thanh Cảnh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên của kênh truyền hình VOV. Hiện nay thì xuất hiện rất nhiều những cái vi khuẩn đa kháng thuốc kháng sinh ở trong bệnh viện. Vậy thì ông nói gì về cái tình trạng này? Câu chuyện về vi khuẩn mà đa kháng thuốc ở các bệnh viện ấy, thì là câu chuyện có từ rất lâu rồi. Bởi vì là trong ngành y tế người ta đã phân ra hai loại nhiễm khuẩn, đó là nhiễm khuẩn bệnh viện và nhiễm khuẩn cộng đồng để người ta phân biệt để tìm cách điều trị. Bởi cái ở trong một cái môi trường bệnh viện là nơi tập trung bệnh tật thì có rất nhiều các loại vi khuẩn nó tập trung ở đấy, dẫn đến cái loại vi khuẩn nó cứ lưu cữu, nó cái quá trình sát trùng từ không khí cho đến các loại sốt các trùng không hết được, hoàn toàn không hết được. Thế cho nên cái loại nhiều loại vi khuẩn nó cứ tồn tại lâu dài trong đó, và khi nó tồn tại lâu dài trong đó, thậm chí nó như là được rèn luyện, nó được tiếp xúc với rất nhiều loại kháng sinh, rất nhiều loại thuốc sát trùng khác nhau, thì dẫn đến là nó có tự nhiên
nó hình thành cái khả năng nó đã tồn tại được, thì nó hình thành được cái khả năng kháng lại các loại thuốc điều trị bệnh, các loại đặc biệt các loại kháng sinh rất nhiều. Cái vi khuẩn đa kháng thuốc kháng sinh ở trong bệnh viện thì có khác gì với cái vi khuẩn đa kháng thuốc kháng sinh ở ngoài cộng đồng? Những loại vi khuẩn ở trong bệnh viện mà dẫn đến những ca nhiễm khuẩn trong bệnh viện gọi là nhiễm khuẩn bệnh viện là thường rất nặng so với nhiễm khuẩn ở trong cộng đồng. Cùng một loại vi khuẩn nhưng mà nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện thì sẽ rất nặng so với nhiễm khuẩn cộng đồng. Bởi vì là cái vi khuẩn đó nó như là con người ta tập thể dục ấy. Với một người, chị cứ hình dung là trong một người tập thể dục, được tập thể dục thường xuyên thì người đó sẽ rất khỏe. Nhưng một người chưa bao giờ tập thể dục cả thì người đó sẽ rất yếu. Và thiếu thể thao một người được tập luyện thì rõ ràng sẽ người ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Con vi khuẩn cũng vậy, nó ở bệnh viện nó đã được tiếp xúc thường xuyên với rất nhiều loại thuốc kháng sinh cho đến thuốc sát trùng thì sức kháng lại kháng sinh của nó sẽ rất mạnh. Thưa ông, hiện nay có nhiều những cái bệnh nhân mà họ vào bệnh viện họ không chết vì cái bệnh họ đi điều trị mà họ chết vì nhiễm khuẩn bệnh viện. Ví dụ nhiễm khuẩn bệnh viện do nhiễm phổi chẳng hạn. Vậy thì ông nói gì về những cái tác hại của cái việc nhiễm khuẩn bệnh viện hiện nay? Thông thường là các loại vi khuẩn ấy nhiễm vào trong cơ thể chúng ta, đầu tiên là sức đề kháng đó, hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta làm việc tiêu diệt trước. Sau đó rồi mới tính chuyện sau. Thế nhưng mà vấn đề ở cái chỗ rằng là khi mà người bệnh vào bệnh viện nằm, sức đề kháng yếu thì vi khuẩn đã thế thì lại gặp luôn loại công toàn vi khuẩn mạnh, toàn vi khuẩn nặng, kháng được kháng sinh rồi, tiêu diệt chống lại được cả các hệ miễn dịch rồi, nó vào nó gây ra những cái hệ lụy rất là nặng, đó là nhiễm trùng rồi là vân vân, để nảy sinh thêm những cái bệnh nhiễm trùng cơ hội khác. Đấy, người ta ví dụ có thể là mổ ruột thừa thôi, nhưng có khi nhiễm viêm phổi, viêm dạ dày, vân vân, khá nhiều loại, dẫn đến cái như là khi mà vào bệnh viện là người ta hay bị những cái bệnh, với những người yếu hay bị như thế. Thưa ông, ở trên thế giới thì cái nhiễm khuẩn bệnh viện nó diễn ra như thế nào và họ đã phải có những cái giải pháp nào để hạn chế cái tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện? Cái câu chuyện mà nhiễm khuẩn bệnh viện của chúng ta hiện nay là không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam, mà câu chuyện là của cả thế giới, của ngành y tế cả thế giới. Đó là câu chuyện là rất nan giải. Thậm chí tôi được biết ở trên thế giới được có những bệnh viện người ta không xử lý rồi, mức độ người ta phải đập bỏ, hủy bỏ cái phòng phẫu thuật đi, hủy bỏ hẳn phòng phẫu thuật, bỏ đi, không tổ chức phẫu thuật ở tại đó nữa, chuyển đi phòng phẫu thuật đi nơi khác, không xử lý nổi mức độ như thế. Thưa ông, việc xuất hiện nhiều các cái vi khuẩn đa kháng thuốc kháng sinh thì có liên quan gì tới cái việc mà sử dụng kháng sinh của người dân hiện nay? Về xa xưa, đặc biệt ở Việt Nam ấy, cái thời bao cấp ấy, là hầu như là kháng sinh là không phải bán theo đơn của bác sĩ mà bán theo tem phân phối. Thế thì dẫn đến cái việc là thành cái thói quen là người ta xin cái tem, người ta đến các nhà thuốc, các cửa hàng thuốc ngày xưa là người ta mua. Thế dẫn đến cái điều như thế. Sau đó đến cái thời kỳ mà phá bỏ bao cấp thì không còn cái chế độ phân phối tem nữa thì bắt đầu là loạn lên. Về cái chuyện là thời kỳ đó là thời kỳ chập chờn giữa bao cấp và kinh tế thị trường, là thời kỳ là mua bán kháng sinh là thoải mái và vô tự do nhất. Cái câu chuyện mà tự ý dùng thuốc, tự ý dùng kháng sinh là rất nguy hiểm ở cái điều như thế. Là các anh, các chị, tất cả mọi người chúng ta đã vô tình tiếp tay để cho vi khuẩn nó được tiếp xúc, được rèn luyện và dẫn đến là nó sẽ kháng lại được những cái kháng sinh thông thường. Hiện nay thì người dân có một cái tâm lý chủ quan rằng là dùng thuốc kháng sinh nhưng mà dùng không hết liều điều trị. Ví dụ chỉ dùng 3 ngày mà thấy đỡ là họ dừng, họ không điều trị nữa. Thế thì cái việc mà dừng thuốc như vậy thì nó có cái tác hại như thế nào trong cái việc kháng kháng sinh, cho những cái việc mà điều trị sau này? 3 ngày thì anh đã có thấy nó vi khuẩn nó bị kiềm chế rồi, nó không gây đến sốt rồi, không thể cảm thấy như là người khỏe rồi. Nhưng kỳ thực là khi không khỏe, chưa khỏe, vi khuẩn chưa bị diệt hết. Nếu anh dừng lại lúc đó, rất có thể vi khuẩn nó bùng phát lên còn mạnh hơn, nặng hơn. Nhưng mà anh dùng tiếp thì cái thuốc là tiếp tục nó tiêu diệt cho toàn bộ hết những cái chỗ, cái ổ nhiễm khuẩn đó. Con người ta sẽ lành lặn, sẽ lành bệnh trở lại. Đặc biệt là những cái nhiễm khuẩn ở trong những cái cơ quan của trong cơ thể ấy, thì nó rất là rõ rệt. Cái chuyện là anh mà dùng kháng sinh không đủ liều cái nó bùng phát lại, mà lúc bây giờ thông thường là sẽ bùng phát rất nặng. Lúc bây giờ thường sẽ phải dùng kháng sinh nặng hơn và thậm chí phải nhiều loại kháng sinh hơn. Ông có lời khuyên gì đối với bệnh nhân trong cái việc điều trị bệnh để tránh những cái vi khuẩn đa kháng thuốc? Khuyên duy nhất đúng của việc sử dụng kháng sinh đó là khi bị bệnh phải đến thăm khám với các thầy thuốc, và các thầy thuốc sẽ xác định được cho là anh bị nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn,
và sẽ kê đơn nó đúng với cái loại bệnh đó, loại vi khuẩn anh đang nhiễm. Ví dụ anh nhiễm khuẩn do bạch hầu chẳng hạn, thì đương nhiên các thầy thuốc sẽ kê ra loại kháng sinh đúng là Belicin G tiêm hoặc truyền, hoặc là uống Erythromycin sẽ hết thôi. Còn nếu mà anh cứ tự động dùng, thứ nhất là mệt người, thứ hai là lại vô tình cho ông bạn các loại vi khuẩn kia được rèn luyện, có thể nó chả chết mà nó bảo là đây là thuốc bổ được rèn luyện và dẫn đến cái tình trạng là sẽ kháng kháng sinh. Xin cảm ơn vì những cái thông tin rất là hữu ích ông đã cung cấp tới với khán giả của kênh truyền hình VOV. Đề án đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện trong những năm qua đã mang lại sự thay đổi mạnh mẽ không chỉ ở phong cách, thái độ của đội ngũ y bác sĩ trong khám chữa bệnh, mà còn thể hiện cách yêu thương bệnh nhân một cách toàn diện. Mỗi cơ sở y tế là cầu nối chia sẻ yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị lá lành, đùm lá rách của những tấm lòng nhân ái tới người bệnh có hoàn cảnh khó khăn khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Bữa ăn miễn phí được kiểm soát chặt chẽ khẩu phần, loại thực phẩm và tính an toàn về vệ sinh thực phẩm, được chế biến ngay tại bếp ăn của Bệnh viện Nội tiết Trung ương chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà bệnh viện thực hiện trong 10 năm qua. Thay bằng nhận suất ăn từ các mạnh thường quân mang tới, thì với bệnh nhân tiểu đường cần phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng đặc biệt, bệnh viện đã phải tổ chức hoạt động kết nối, chia sẻ yêu thương một cách rất khác biệt. Bởi của cho đã quý rồi, nhưng cách cho đúng sẽ còn quý hơn, làm tăng giá trị của các món quà mà bệnh nhân được nhận. Hôm nay tôi đến đây thì chuẩn bị được 2 tuần rồi, bữa cơm này là bữa cơm thứ 2. Thì được các cô, các nhà hảo tâm từ thiện thì tôi thấy là ăn bữa cơm thì thấy rất ngon và có nhiều ý nghĩa. Thì tôi thay mặt cho bệnh nhân không biết nói gì hơn thì cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi, có nghĩa là ăn nó ngon miệng mà vui vẻ. Hàng tháng tôi đều lên đi khám và 1-2 năm thì nằm viện một lần. Thì hôm nay được khoa báo lên nhận cơm từ thiện thì chúng tôi là bệnh nhân rất vui và cảm ơn những đơn vị đã tài trợ bữa cơm từ thiện. Bữa cơm này sẽ cũng là có rất nhiều ý nghĩa, vừa là động viên những người bệnh, đồng thời cũng là giúp một phần cái khó khăn cho những người bệnh ở nông thôn. Thay đổi phong cách thái độ của đội ngũ y bác sĩ không chỉ dừng lại trong công tác khám chữa bệnh thông thường, mà còn phải ở sự yêu thương, quan tâm tới cuộc sống thường ngày của bệnh nhân. Cũng từ đó mà các phong trào quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo phát triển. Chỉ riêng năm 2023, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã kêu gọi số tiền ủng hộ bệnh nhân nghèo lên tới 800 triệu và 3.000 suất ăn miễn phí từ các tổ chức cá nhân. Trong đó có cái kế hoạch từ thiện nhân đạo, huy động các nguồn lực của các nhà hảo tâm về tiền, về hàng cũng như là các cái vật phẩm, thậm chí là các suất ăn trực tiếp. Thì đối với các cái hoạt động liên quan đến suất ăn bữa cơm không đồng thì vấn đề quan trọng nhất ở đây là liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời là các cái suất ăn phải đảm bảo được dinh dưỡng liên quan đến bệnh lý, với các bệnh lý về đái tháo đường, bệnh lý về tuyến giáp, liên quan đến các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Các suất ăn bệnh lý đảm bảo dinh dưỡng đúng theo cái chỉ định, những cái chỉ định hoặc là cái yêu cầu về bệnh, về mặt bệnh để đảm bảo dinh dưỡng cũng như là các vấn đề sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân. Ngoài ra cũng là một cái hoạt động để đảm bảo cái chăm sóc toàn diện cho người bệnh, hướng tới chăm sóc toàn diện của người bệnh cũng như là hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trước hết phải thay đổi thái độ của bác sĩ, nhân viên y tế. Thay vì thái độ ban ơn, thì nay người thầy thuốc xem bệnh nhân là trung tâm, là khách hàng đặc biệt và cơ sở y tế là đơn vị cung cấp dịch vụ. Suy cho cùng, đó chính là thực hiện lời căn dặn của bác Hồ. Cán bộ, nhân viên y tế phải thương yêu chăm sóc người bệnh như người thân của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu. Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí Y tế và Sức khỏe cộng đồng của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.